Độc lạ thiệp lửa, bánh lửa tặng nhau, tưởng tự hủy nhưng lại là siêu phẩm gây bất ngờ. Đây là một tấm thiệp được làm handmade rất tỉ mỉ. Nhưng ô kìa, cô bé lại dùng lửa để châm vào một phần giấy bên trong. Tưởng là tự hủy, nhưng bạn hãy kiên nhẫn chờ đợi thêm vài giây nữa để thấy điều bất ngờ nhá. Được của nó đấy. Hóa ra sau khi mảnh giấy dầu cháy hết, nội dung lời nhắn nhủ cùng bao hình ảnh ý nghĩa mới hiện ra. Đây được cho là trào lưu làm thiệp mới đang khiến cư dân mạng Trung Quốc phát sốt. Ngoài những tấm thiệp đáng yêu thì bánh kem cũng được cập nhật sự ảo diệu này. Không ngờ rằng chiếc bánh với lớp kem mịn màng lại cũng có thể cháy rồi lộ ra mặt dưới rất xinh yêu và vô cùng đáng yêu nữa chứ. Sản phẩm này vừa gây bất ngờ, vừa khiến người nhận trải qua cảm giác tò mò, hồi hộp khi chờ đợi những nội dung chính thức được hé mở. Cả nhà thấy sao? Chứ tôi là thấy thú vị đến u mê rồi đây này. Hy vọng rằng trào lưu này sẽ du nhập vào Việt Nam để chúng ta có thể có một món quà để dành tặng cho người thân và bạn bè vô cùng ý nghĩa nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tám TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày.